Ở vùng Kinh Bắc xưa có bốn dòng sông mà tên của nó mang theo chữ Đức: sông Đuống Thiên Đức, sông Lục Nam Minh Đức, sông Thương Nhật Đức, sông Cầu Nguyệt Đức. Tứ đức của vũ trụ hợp cả nơi đây: Thiên, Minh, Nhật, Nguyệt. Cả bốn dòng sông huyền thoại ấy đã bồi đắp bao đời, hình thành một vùng dân cư trù phú, ấm no. Ngay tại trung tâm vùng thủ đô, một tương lai mới đang được khai mở. Một tuyệt tác ven sông hiếm có trên mạch nguồn của sông Đuống huyền thoại, mạch nguồn của thịnh vượng và hạnh phúc. Santa Riverside, nơi giao thoa phồn thịnh, rực sáng vùng thủ đô. Như một viên ngọc quý rực sáng giữa lòng đại đô thị V-Ship Từ Sơn, Santa Riverside sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thủ đô, giúp cho cư dân Santa Riverside đi đâu cũng tiện, đến đâu cũng gần. Đặc biệt, Santa Riverside sở hữu địa thế vuông vức hoàn hảo, với mặt tiền sông Tàu Khê xanh mát và hưởng trọn sinh khí từ dòng sông Đuống, đem đến cho Santa Riverside một hệ cảnh quan sinh thái ven sông trong lành hiếm thấy, mang ý nghĩa phong thủy thịnh vượng, là vùng đất tốt đẹp cho cơ nghiệp và vinh hiển cho công danh. Tọa lạc trên diện tích 40 hectare, Santa Riverside được quy hoạch hoàn hảo với đa dạng sản phẩm. Sự giao thoa đặc sắc giữa văn hóa Việt Nam và chuẩn mực đô thị Singapore tạo nên một đô thị văn minh hiện đại, một không gian sống hoàn mỹ cho cộng đồng tinh hoa. Santa Riverside với khu phố thương mại Shop House được tập trung phát triển để trở thành một trung tâm mới thịnh vượng, sầm uất, điểm đến sôi động, hội tụ các hoạt động vui chơi giải trí tầm cỡ. Đây sẽ là nơi quảng bá các sản phẩm làng nghề nổi tiếng nhất Việt Nam và sản phẩm công nghệ hiện đại của các tập đoàn hàng đầu thế giới. Khu nhà phố liên kế với thiết kế hiện đại, hài hòa và diện tích phù hợp là lựa chọn lý tưởng đáp ứng nhu cầu ở thực của cộng đồng cư dân. Khu biệt thự Santa Riverside mang đến trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt, vừa đề cao sự riêng tư, yên tĩnh, vừa giàu tính kết nối. Những căn biệt thự đồng điệu, tinh tế, sang trọng, hòa quyện giữa ngập tràn cây xanh, thảm cỏ và làn gió sông mát trong, thuần khiết, để cộng đồng văn minh tận hưởng lối sống cân bằng, toàn diện. Mang triết lý phát triển bền vững, Santa Riverside chú trọng kiến tạo môi trường sống trong lành, phát triển hệ thống mảng xanh và tích hợp chuỗi tiện ích đồng bộ. Đặc biệt, các tiện ích chất lượng cao đã hiện hữu trong lòng đại đô thị V-Ship. Tất cả đều phục vụ cho sứ mệnh kiến tạo Santa Riverside, đô thị Singapore chuẩn mực, đẳng cấp, hiện đại và văn minh. Dòng sông biểu tượng vẫn từng ngày làm đẹp những vùng đất và một khu đô thị đáng sống đang dần hiện hữu. Sống tại Santa Riverside sẽ tốt đẹp cơ nghiệp, vinh hiển công danh. Sống tại Santa Riverside sẽ đại cát đại lợi, khang ninh thịnh vượng. Santa Riverside, nơi giao thoa phồn thịnh, rực sáng vùng thủ đô.